đường này là chạy là ra qua bãi luôn, và cũng là đi ra thành phố Bắc Cạn. Không cắt nữa, nhưng mà ở nhà lá thì rất là mát mẻ, trời nóng lên là ở nhà lá mát mẻ. Bây giờ những người mà làm ăn khá giả, người ta cắt nhà đúc như thế này nè, còn cái nhà người những người ta chưa khá là ta cắt người ta ở nhà lá như thế này, thấy cái nhà lá này là thực sự là biến mất hết, bởi vì đời sống của người ta làm ăn khá giả, cái người ta cắt nhà đúc cho nó kiên cố, còn nhà lá thì phải dài ba năm phải sửa, mất thời gian. Giờ cắt nhà đúc như thế này, bên trái là cái suối, là cái suối nước. Chỗ cái ngã ba nãy đi đường nào nó cũng tới cái gì hồ Ba Bể hết, nhưng mình chọn con đường này nó rộng chạy đó. Lớp bằng cho quay cái nhà anh chú nha. Đó, cái nhà này lợp bằng phim rô. Ở đây người ta còn xài phim rô nhiều. Có người thì người ta lợp lá. Đó, cái nhà lợp lá này. Người ta lợp dây. Hình như là lợp lá là lợp lợp tranh phải. Ở này mình ở trên triền núi, chứ nó có mấy con đường đi xuống dưới cái thung lũng đó kìa. Nó có mấy cái thung lũng, nó có mấy cái đường nhỏ nhỏ chạy xuống. Còn cái này mình chạy trên đường ở trên triền núi, đi xuống dưới cái nhà ta chứ. Mình chạy đường xa hơi, rồi chạy ở trên, ở dưới kia là có các nhà ta làm ruộng làm đường gì ở dưới kia nó có con suối nó chảy ở dưới nhà nhà quay mặt ở dưới con suối là người ta dễ đi lấy nước hay gì đó. Đường này lần đầu tiên tôi chạy vô đây nha, cũng đi thí mặn cùi, đâu có kế hoạch đi đường này đâu ạ. Lên mạng coi
thôi rồi cứ đi thi. Cái này dân bản lụng 24 cây là anh ta làm cái gỗ này, gỗ đó là anh ta làm cái loại mà gỗ gỗ ta đúng vừa máy thì lấy nó ra miếng vuông vuông đằng mà ta làm mà nhấn ép rừng. Mấy cây này là rừng cây nguyên liệu. Đi tình cờ đi vô con đường này cũng hay. Ở đây là khu người dân tộc thiểu số nha. Không biết dân tộc thiểu số gì, Thái hay gì thì không biết. Không có mấy cái đường đường. Đây thì nhà dân cũng có nhưng mà thưa thớt. Đó, có mấy con trâu. Đó. Con đường ngoằn mèo. Lên xuống. Cái này có thời gian là chạy vô trong kia thì thấy đời sống người ta ấy rõ ràng hơn. Cây đó là cây cỏ, không biết có trái không nhưng mà thấy ở đây có nhiều. Đây là tên gì nhưng mà đường đi bản lùng cái đường mình đi là đi qua đi bản lùng còn mười mấy cây nữa, còn hai mấy cây nữa. Rồi chạy luôn đường này là chưa từng chạy luôn, đi thí mà ngồi. Có cái cỏ này nhiều, cái cỏ này nó giống cây thốt nốt ở Na Ná, những cây thốt nốt của Thi Châu An Giang vậy. Hoặc cây thốt nốt thì còn ăn trái lấy nước được, cây này không biết có lấy được không. Cây thốt nốt là lấy lá là lợp nhà được, mà có trái có nước thốt nốt nữa. Còn cái cây này thì không biết nó có trái có nước không, nước ngọt ngọt của nó không. Đây là con đường mà đi từ mình bấm ở trên Google Maps nó chỉ con đường từ thành phố Thái Nguyên đi Hồ Ba Bể đó, thì chạy theo con đường mà nó chỉ là vô con đường này nè. Tôi cũng chả từng đi con đường này mà cũng chả biết nó như thế nào, cứ đi thí thì vô đường này là chắc dân phường không ai đi đâu. Còn 20 cây nữa tới bản lùng. 20 cây nữa tới bản lùng mấy cái nhà ở đây nè.
mà nó bay đẹp quá trời, lai kem. Mà bây giờ nó chữa bệnh cho nó rồi mà bây giờ con mắt nó bị mù, nhìn nó quay phim coi không có đẹp. Không biết từ từ nó có hết mù không đây, mà còn không thì là phải đưa nó trở lại bệnh viện ở Sài Gòn rồi. Khi về Sài Gòn là bỏ vô cho nó coi lại, chứ tốn tiền mà không quay được là tiếc quá. Đi mấy cái con đường này là mấy cái cảnh này là flycam mà nó bay là đẹp. Bây giờ flycam nó như vậy mình cũng dở bữa đó. Đáng lẽ phải thử nó cho thấy nó bay được rồi thấy cũng hình màu này nọ mà sao mà kỳ vậy ta. Để thử đổi cái thẻ, sợ chừng cái thẻ nó hư chừng. Đây là ở Bắc Cạn nghe bà con, đã đi qua Thái Nguyên, cái biên giới Thái Nguyên chia với Bắc Cạn là qua nãy giờ lâu lắm. Ơi mình đi dọc đây có mấy cái làng như thế này, là rất đẹp, đứng ở trên cao mình nhìn xuống là rất đẹp. Mà nếu cho một lai kem nó bay được nữa là quá đẹp. Tiếc là bây giờ nó bay thì được nhưng mà nó quay không được. Nó quay được nhiều cái hình nó trắng xóa à. Nhìn nó mình chạy xe ở trên này nè, ở dưới nó có mấy cái ruộng lúa, có con trâu nó đứng nó ăn lúa trên ruộng. Cái này ruộng cũng ruộng bạc tang. Cái này mình cho con phai kem nó bay một cái dù từ đây qua bên kia là quá đẹp. Thỉnh thoảng cái mình đi cái mình gặp đứng trên đường nhìn xuống nhà anh thấy có mấy cái thung lũng nha, người ta trồng lúa. Có nhiều nơi thì nó có con suối chảy ngang nữa, rất là đẹp. Đường mình nè, chiếc xe nè, đó, rồi cái làng ở dưới kia, đó, nó có những con suối gì nè, thấy dưới đẹp không, đó, cái làng ở bên kia, rồi trồng trọt rồi có con suối nè, nước ở đây là thoải mái luôn, rất đẹp, xuống là phố mê. Kia con đường chạy tốt quá, bên kia có mấy cái núi, có cái số nhà, có mấy cái mái nhà ở bên này. Đẹp chưa? Em quay vào một vài ông mắt tiêu quá. Em quay vào cụ dẫn con trâu bây giờ có một eo như đâu mà không phải mình ở đây. Bây giờ thì ngang thùng là đén thả nghĩa tà thả nghĩa ta rồi đây là quá này ta ở đâu.